Xin chào các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của mình. Mình là Huy Sinh đây. Thì trong video hôm nay mình sẽ thử dùng tập Sky V4 kết hợp lại trái Phật tổ đi Red Human nha các bạn. Trước khi video thì xin chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì bấm đi kênh, nút like để ủng hộ cho mình nha. Rồi, thì đầu tiên là mình sẽ đi dân đung trước nha các bạn, để xem hôm nay vận may của mình nó có uy tín không. Đấy, lần trước thì ra được trái cổng của mình, này sẽ ra trái gì đây. Mua này. Ok, được trái kim cương các bạn. Trái này thì nói chung cũng cùi cùi, không biết gì đâu. Rồi, thì bây giờ mình sẽ ra xem cửa hàng xem nó có bán trái gì ngon không nha. Hiện tại thì mình chưa xem nha các bạn. Không có gì rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chủ đề chính của video nha các bạn. Giờ mình sẽ ra chỗ kia mua chip Phật tổ và thử quân giết nha các bạn. Đấy, tập Sky thì mình thấy nó cũng hơi cùi cùi. Có trá quỷ nha các bạn ơi. Với ai đang đung ra, chắc bạn kia. Thôi, thì mình sẽ dùng trái này để mua chip nha các bạn. Đấy, thì mình đã thử đi Red Phật tổ bằng bằng cái tộc người cá này, tộc người máy này, tộc quỷ rồi. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thử đi bằng tộc thiên thần để xem liệu nó có mạnh không nha. Từ từ. Đấy, vào luôn. Mà mình thấy như cái tộc thiên thần nó hơi cùi các bạn. Bởi vì cái hiệu ứng hào quang ấy, khi các bạn bật lên ấy, nó gây choáng ấy, thì nó ở trái Phật tổ nó lại không tác dụng mấy. Đấy, để xem nào. Từ từ mình sẽ tí đến cái đoạn đảo năm ấy, mình sẽ thử test cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ gọi là tiêu diệt mấy con quái tấp riêu, mấy con quan kiểu như là con tốt thí ở trong cái đảo một á. Đấy, ui bọn này nó choáng kinh quá. Chém này. Thì các bạn có thấy ngoại hình của cái tộc Sky V4 nó khá đẹp, nói chung có cái cánh khá đẹp. Đấy, mà mình thấy là đối với mình thì hiện tại mình có trải nghiệm cái tộc này, mình cảm thấy nó cứ cùi cùi kiểu gì ấy các bạn. Kiểu cái kỹ năng bay của nó cứ phê phê, cảm giác như vậy các bạn. Từ ôi con này chém choáng kinh quá, đợi mình chút nha. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục sang đảo thứ hai nha các bạn. Đây, ôi cái thanh nộ của mình kìa các bạn, nhìn kìa, trời ơi nó không tăng lên một chút nào luôn. Từ ui chém kìa. Từ mình sẽ tập trung nha các bạn. Ấy, chém mấy con quái tấp riu. Đây, mình thấy là nó kiểu như cái tộc Sky, nó kiểu gì ý. Đối với các bạn thì các bạn nghĩ tộc Sky có mạnh không? Đối với mình thì nó khá yếu nha các bạn. Đợi mình thức tỉnh xong full 5 tộc ấy, tất cả các tộc luôn ấy, thì mình sẽ xếp hạng sức mạnh của các tộc V4 cho các bạn. Thì hiện tại thì mình còn một cái tộc cuối cùng là cái tộc Human các bạn. Ấy, nghe nói là tộc mình rất là mạnh luôn. Ở V3 thì khá là yếu, mà sang V4 thì nghe nói rất mạnh. Đấy, mình chuẩn bị thức tỉnh nha các bạn. Đợi mình làm xong video này á. Đấy, rồi tiếp tục sang đảo thứ ba nha các bạn. Nói chung là cái tộc Sky thì mình đánh giá luôn trong video này nó cứ yếu, nói chung không mạnh. Các bạn bảo mạnh thì mình chưa biết được, nhưng mà mình cảm thấy rất là yếu các bạn. Đối với trái Phật tổ thì mình thấy như thế. Rồi, thì mình sẽ cố gắng lên giật xong bọn này và mình sẽ ra cái đảo năm, mình sẽ bật thử tộc cho các bạn xem nha. Đây, chém khá là căng ấy, mà kiểu gì ấy. Trong tất cả các tộc ấy, nói chung mà chưa tính tộc Human ấy, thì mình thấy tộc quỷ với tộc cá là đi rất ngon nhất rồi. Còn lại thì nó cứ xem nhau ấy, kiểu cầu vậy. Đây, chém này. Ui rồi, Z này, X này, bọn này. Cái bọn này nó cứ lo cho choáng ấy. Bạn nào bảo Z Mochi khó hơn Z Phật Tổ thì mình nghĩ là hơi sai ấy. Mochi thì mình đi dễ mà trưởng Phật Tổ mới khó này. Ok, đã có thanh độ ra đầy rồi, mình chuẩn bị bật tộc này. Nhưng mà mình sẽ không bật đâu, bật từ bây giờ là hết thì tí đấy gì mà xài. Trong Red Alamin Fit rồi, giờ nó kiểu như là nó sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn ấy. Đây, chém này. Uầy, tầng thứ 4 rồi, cố lên. Tầng thứ 4 này có còn tầm 5 hay 6 con hùng con xuất hiện ấy, cũng hơi khó một chút. Đấy, hy vọng trong video này mình không cần phải nào đi nhanh đâu các bạn, mình cần làm sao mà win được là được. Chứ nếu mà không win được thì nó cũng hơi thất vọng một chút.
tập người máy, tập người cá này. À quên mất một cái tập nữa mình chưa đi là tập thỏ các bạn. Tập thỏ thì chắc là mình nghĩ là không đi đâu. Về kỹ năng nó kiểu gì ấy. À tập thỏ thì kỹ năng nó cũng khá ok. Chắc là nào mình sẽ thử dùng tập thỏ đi đất đất hồ mình nha, đất vật tỏ nha các bạn. Xem như nào. Kỹ năng của tập thỏ mình thấy là nó kiểu gì ấy. Hơi giống kỹ năng của tập Sky. Kiểu như là nó không cần hữu dụng mấy. Trong BB không, mình không thấy ai dùng tộc thỏ với tộc Sky cả. Toàn mới dùng tộc cá với tộc người máy thôi. Đấy. Thì thoải mình thấy có dùng tộc human thì phải. Ở đây. Mấy con human con này. Mày. Ui da, chóa này. Nó cứ nổ phát là mình bay ra nhé. Rồi, cố lên. Đấy, chờ đang rất là bí tưởng các bạn. Chờ cái update 20 mà chờ rất là mỏi người nhé. Chờ mãi mà không có update luôn các bạn. Thật sự. Để xem liệu một phút có thay đổi nhiều không. Để mình có cái mình làm video cho các bạn xem. Đâu rồi. Má con mấy con quái này cứ núp ạ. Mày thì núp này. Ok. Sang đảo Lam thôi. Giờ các bạn đây mới chính là gọi là cái chủ đề chính của video hôm nay. Chúng ta sẽ cùng test thử xem liệu cái tập Sky này nó có thể win được cái đất Phật tỏ khi đi một mình không. Đấy. Hiệu ứng thì chắc là mình nghĩ là nó không có hiệu ứng nhiều mấy rồi. Kiểu mình đoán vậy. Từ từ ạ. Đây có tập rồi. Bật này. Bật lên này. Đấy. Rồi hóa Phật tỏ này. Không có hiệu ứng choáng ạ. Các bạn. Nếu hiệu ứng choáng bọn này đứng đơ cơ. Thì mình cứ lấy mình spam thôi. Mình không có. Mà may là cái tập này có cây V3 có thể hồi máu cho chúng ta nha các bạn. Hồi còn tầm 10% máu cũng tặng được. Ui rồi. Mình thấy máy mình hơi lác lác rồi các bạn. Thì mình nghĩ chắc là vẫn cân được thôi nha các bạn. Nhưng mà nếu mà để gọi là đi nhanh ý, không sợ chết ý, thì chắc là không các bạn. Các bạn nhìn này. Đấy, vẫn đánh được. Mình phải bật tập V3 cho nó hồi máu. Từ từ. Đây các bạn nào mà muốn win cứ đi theo cách của mình, cứ chạy vòng quanh với con quái này ấy, thì nó sẽ giảm thương đi nha. Chứ các bạn cứ nào đầu vào chỗ ruộng nó là nó cho các bạn bay màu luôn ấy. Rồi chắc là vẫn win nha. Theo mình cảm nhận đánh từ nãy giờ chắc là vẫn win được. Nhưng mà sẽ không win nhanh nha các bạn. Các bạn thấy cái thời gian của mình chưa? Đấy. Bằng mấy tập khác là nó xong rồi đấy. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thắng nổi. Đấy. Từ. Chắc cái tập này chỉ là đi tạm thôi các bạn. Nếu mà bảo là đi nhanh, đi VIP thì chắc là không đâu. Mặc dù máu của mình nó không mất nhiều mấy. Bởi vì mình bật tập 23 mà. Tầm 20 giây bật lần nó hồi máu thôi. Đấy. Có vẻ như mình sắp chiến thắng rồi các bạn. Chung mà đi cũng được nhưng mà các bạn phải đi cẩn thận nha các bạn. Đấy. Rồi, sắp xong các bạn. Mày này. Con human con, à con human trai. Ok, từ. Sắp chiến thắng rồi, ui còn 5 phút các bạn. Ồ đi chậm hơn mấy tộc kia ấy. Đấy, thì còn một tộc nữa, tộc human với tộc thỏ mình sẽ test sau nha các bạn. Đấy. Uầy, choáng hơi bị đau nha. Nếu mà mình dùng tộc quỷ hay tộc nghịch cá chắc là không mất một giọt máu luôn các bạn. Đấy, từ. Ok, xong luôn. Hoàn thành trong 5 phút à. Nói chung là hơi chậm ấy. Rồi, thì mình cân đoạn luôn nha các bạn. Cái tộc Sky này đi rất cũng được thôi. Nhưng mà mình nghĩ các bạn không nên dùng tộc này đi. Nên dùng tộc nghịch cá hoặc là tộc quỷ ấy. Thì nó sẽ đi nhanh hơn nha các bạn. Ok, và video mình cũng kết thúc rồi các bạn ơi. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ bấm đăng ký kênh, nút like để ủng hộ mình nha. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.